bạn Đỗ Đức Hiếu, đến từ trường Trung học phổ thông Lê Lợi, Thanh Hóa, người có biệt danh là Hiếu đẹp trai. Bạn có thể nói gì thêm về mình ạ? Dạ, ngoài đẹp trai ra thì em cũng rất là tốt bụng ạ, và thật thà và vui tính nữa. Dạ. Có thể ngay lập tức nhận xét về bạn Hiếu của chúng ta như vậy. Người mà bạn mong muốn gặp khi đến thi đường lên đỉnh Olympia là chị Minh Trang ở chương trình tạp chí MTV. Tại sao bạn lại muốn gặp chị Minh Trang ạ? Vì em rất hâm mộ chị Minh Trang, là người dẫn chương trình tạp chí MTV. À, chủ yếu là em thích chương trình tạp chí MTV thôi ạ. Bạn ơi, thế bạn có thích chương trình Olympia không ạ? À. Thôi bạn cứ nói thật đi ạ. Dạ, em tuy không thích chương trình Olympia bằng tạp chí MTV, nhưng mà em rất hâm mộ chị Tùng Chi hơn là chị Minh Trang. Cái đây từ người thật thà mà bạn lại chuyển thành một con người khác nhanh như thế ạ. Vâng, bạn là một người rất thú vị, rất hài hước. Ngoài ra thì bạn có tâm sự rằng bạn có một sở trường là uống nước mía, nhưng với điều kiện là nếu được mời. Tại sao lại như vậy ạ? Dạ, vì cũng tùy từng lúc ạ. Vì có lúc uống được nhiều, nhưng mà có lúc mình phải bao thì chỉ uống được ít thôi ạ. Lúc nào được mời thì mình uống được nhiều ạ. Dạ. Và mình cố để uống nhiều, còn khi nào mình phải mời thì mình không thể nào mà uống được. Dạ. Bạn đã ở trong những cái tình huống như vậy bao nhiêu lần rồi ạ? Và tại sao lại như thế ạ? À, nếu như mà đi ít thì thường là các bạn bảo em góp tiền lại ạ. Còn khi mà đi đông thì em không nói gì và các bạn cứ gọi nước mía thôi, thì em cứ uống thôi ạ. Những cái lúc mà được mời như vậy và cứ uống như vậy, bạn có đếm được mình đã uống được bao nhiêu cốc nước mía không ạ? Thường thì là 3 cốc ạ. Nhưng mà đó là mất một nửa cốc là đá rồi ạ. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người khác cũng có chung ước mơ này, đó là được ngắm mưa sao băng và nhật thực toàn phần. Người ta thường nói rằng nếu như chúng ta được ngắm sao băng và đặc biệt là mưa sao băng nữa mà có những điều ước, thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực. Giả sử bạn được ngắm mưa sao băng thì bạn sẽ ước điều gì ạ? Nếu như được ngắm mưa sao băng thì em sẽ ước em sẽ được ngắm nhật thực toàn phần nữa. Thế rồi ạ. Ngoài ra thì ngoài ra thì em cũng ước được ngắm thêm nhiều lần nữa.